Rồi, đồ sư cũ bên xanh thanh bình mến chào tất cả các bà con đang xem kênh là tiếp tục với clip mới nhất hôm nay của em giao lưu với bà con là một số đồ gỗ nha bà con. Bữa nay em có một cái bộ bàn ăn 9 món nha, 8 ghế và một bàn và một số tranh nha. Những cái bức tranh gỗ khảm rất là đẹp nha bà con và dĩa khảm. Đó, giờ được mấy cái cặp bình mà gốm chu đậu nha, bình gót. Đó, số điện thoại giao lưu của em là 0939442212, em ở khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Đó, bà con ưng ý những sản phẩm nào đó, kết bạn Zalo em sẽ gửi hình ảnh chi tiết tư vấn cho bà con mình dễ chốt hàng nha. Đây là mã số B1 nha bà con, là một cái bộ bàn ăn 9 món, 8 cái ghế ghế quạt và một cái bàn ha. Cái bàn này khá là lớn nha, bàn tròn khá lớn, rất là đẹp nha bà con. Hàng này khoảng 20 năm trở về đây nha. Chất liệu là gỗ gõ đỏ nha, ngang như là 130 nha bà con. Đó, mặt bàn ngang là 130, cái mặt đá là 100 nha bà con, đó, khá lớn. Đó, mặt đá dân mây cái màu xanh rất là đẹp luôn nha. Đó, hàng này cũng khá cũ rồi. À, cái này thì ở viền ngoài khảm những cái dây hoa chim hoa đó, rất là đẹp luôn. Ốc này ốc màu đỏ lửa ha. À, rồi em đo thông số chiều cao nha. Cái chiều cao của bàn là 78. Đó, chiều cao là 78 từ mặt đất lên nha. Rồi mình xem những cái chân bàn ha, rất là lớn và đẹp luôn. Đó. À, bà con mình xem ha, đầu lân đuôi cá nha bà con. Đó, chân là chân đầu lân đuôi cá, giữa đây là trái bận ha. À, rất là đẹp, cái này khá kịch cọm và nặng nha. Rồi em đo thử một cái chân cọm này thôi, đây là 32. Đó, cũng khá là lớn nha. Đây những cái chạm đục rất là tinh tế và đẹp luôn. Đó, bà con mình xem ha, có gì không rõ thì em sẽ chụp hình em gửi thêm cho mình xem. Đó, số điện thoại Zalo em là 0939442212 nha. À, còn các bạn Zalo em sẽ gửi thêm hình ảnh chi tiết cho mình xem cho dễ. Đây, em sẽ đo một cái ghế nha bà con, một cái ghế tượng trưng cho bà con mình xem. Chiều cao là 100. Đó, chiều cao là 100. Đó. Mặt ngang ghế vị trí này đó là 53. Chiều sau là 40 42 nha. Đó. Khảm là những cái dây nho, dây hoa rất là đẹp luôn. Đó, những cái dây nho làm rất là tơ tóc nha, ốc màu thì sắc nét đẹp. Đó, một chữ phúc trên đây nha. Đó, 8 cái ghế này thì nó đều giống nhau ha, rất là giống nhau, chất liệu là gỗ gõ đỏ nha bà con. Đó, hàng này thì rất là chuẩn đồ và đẹp nha. Đó, cái mã số B1 này thì em giao lưu bà con là có giá là 63 triệu, em bao ship toàn quốc nha bà con. Đây cái mặt ngang này, cái chỗ ghế dựa này là khoảng 43. Cái chiều cao từ mặt ghế lên là nó 55. Đó, này cao là dưới đất là khoảng 100 nha bà con, 100 nha. Đó, những cái ghế này nó đều đặn đó, và tích khảm giống nhau. Đó, bà con mình xem ân ý liên hệ với số điện thoại em đó, để em gửi thêm hình ảnh chi tiết nha. Đó, mã B1 63 triệu, em bao ship toàn quốc nha bà con, 63 triệu. Tiếp theo là mã B2, đó là em có một cái tấm tranh nha. Tranh này là tranh bách điểu, đây tranh là tranh tùng hạt nha bà con, tùng hạt viên niên. Đây chất liệu là gỗ gõ đỏ, cái này khá là nặng nề nha. Đó, bà con mình xem. Đó, ốc thì đỏ lửa rất là đẹp luôn. Tranh này cũng khoảng 20 năm đổ về đây thôi. Ở những cái mặt hàng em bán cũng khá cũ thôi chứ không có quá xưa nha bà con, những mặt hàng này cũ thôi không có xưa. 127 là chiều cao, chiều dài nha bà con. Đó, dài là 127. Đó, cao là nó 60. Đó, bà con mình xem kỹ cái tích ha. Đó, tùng hạt ha. Đây cái gỗ nó thì bà con nhìn thêm cái tôm gỗ và cái gân gỗ rất là đẹp ha. Ốc khảm này, ốc khảm đỏ lửa Singapore. Trên tấm tranh này có những cái bài thơ viết rất đẹp ha. Đó, rồi cái tấm tranh này thì em giao lưu với bà con có giá là B2 ha, là 10 triệu em bao ship toàn quốc. Tấm tranh này rất là nặng nha bà con. Đây mặt sau, đây đố dày trên này khoảng 4 phân nha. À, gỗ này khoảng 1 phân rưỡi nha. Đó, tấm tranh này thì B2 này em giao lưu bà con là 10 triệu em bao ship toàn quốc nha. Đó, tiếp theo là B3 nha, mình dựa dưới luôn đi. Đó, B3 đó, một chữ phúc nha và một chữ lộc nha bà con, một chữ phúc và lộc nha. Đó, chữ phúc rất là lớn giữa ha. Đó, ở xung quanh là những chữ lộc nha. Đây, ngang như là 80. Đó, cái tranh này là cao 80, ngang 80. Tranh này là tranh vuông nha bà con. Đó, này là cao 80 luôn nha.
ở những cái chữ này khảm rất là sắc nét và đẹp luôn. Ốc thì mình không bao giờ mình chê ha. Đó, cái tích ở trên đây là tùng hạt duyên niên, ở dưới là sen cò nha bà con. Đó, trên là tùng hạt, ở dưới sen cò ha, rất đẹp luôn. Đó, mình xem ha, gỗ thì gỗ gõ đỏ nha, chất liệu là gỗ gõ đỏ. Đó, cũng khoảng 20 năm nha. Gỗ về đây, đây bà con mình xem mặt sau nha. Đó, những cái đố này đóng vô kèm kẹp là rất là chắc chắn ha. Đó, chống công dơ nữa ha. Đó, cái tấm tranh này thì em giao lưu bà con là có giá là B3 là 10 triệu đồng, em bao ship toàn quốc nha. Đó, bà con mình xem ưng ý sản phẩm nào cứ việc liên hệ qua số điện thoại của em. Đó, kết bạn Zalo, em sẽ gửi thêm hình ảnh chi tiết mình xem nha. Đó, này tiếp theo em có một tấm tranh là khá đẹp luôn. Đó này, tam quốc diễn nghĩa ha, ba anh em kết nghĩa nha bà con. Đó, chiều dài là 128, đó, chiều cao là 62, đó, rất là đẹp luôn, ốc khảm khá đẹp nha bà con. Đó, này ba huynh đệ kết nghĩa nha. Đó, mình xem cho kỹ nha bà con. Số điện thoại giao lưu là 0939442212 nha. Đó, con kết bạn Zalo, em sẽ gửi hình ảnh thêm. Cái tranh này là chất liệu cũng là gỗ gõ đỏ nha. Bà con mình xem để nhận biết cái tôm gỗ gõ đỏ ha. Là cái phớ gỗ hơi thưa một tí nha bà con. Đó, cái đường thưa một tí. Đó, cái dân gỗ thì cũng khá đẹp. Đây, mặt sau luôn. Tranh này cũng khoảng 20 năm đổ về. Đây, tấm tranh này thì em giao lưu với bà con có giá là 8.500.000. Em bao ship toàn quốc nha. Đó, cái đố này, cái đố này là 3 phân nha bà con. Hơn 3 phân rưỡi nha. 8.500.000 em bao ship toàn quốc ha. Rồi tiếp theo là mã B5 em có một tấm tranh đây. Đó, chiều cao là 50, chiều dài qua là 60. Đó, tấm tranh chữ tâm nha, rất là đẹp luôn. Đó, này là 58 nè bà con, yếu 60 tí nha, em đo cho nó rõ luôn đi. Thường thường cái ni của nó là 56 mà đây là 48 luôn nha, 48-58 nha. Đó, cái bức tranh chữ tâm này đó, khảm ốc rất là đẹp luôn, cái này rất là kỳ công ha. Đó, bà con nhìn thấy ốc nó chiếu màu khá đẹp nha. Đó, chất liệu là gỗ gõ đỏ luôn. Đó, hàng cũng cũ rồi nha bà con. Đây, mặt sau này đồ là khá chuẩn ha, lô này đồ những bức tranh khá chuẩn đồ nha bà con. Này em giao lưu bà con là 2.500.000, em bao ship toàn quốc một cái bức tranh ha, chữ tâm. Tiếp theo là bức tranh đó, đây, chữ phúc nha bà con. Đó, bà con nhìn xem ha, tích đây là tùng hạt duyên niên nha, đây là cò sen nha. Đó, rất đẹp luôn. Đó, làm rất là sắc sảo luôn, tranh này hàng khá chuẩn nha, cao na 60 ngang 50 nha bà con. Đó, cái này là cao 60 ngang 50, ở xung quanh thì được chạm khắc rồi, rất là điêu mà rất là to đẹp nha. Đó, đó, điêu khắc rất là đẹp ha. Đó, mặt sau đây, cái hàng này cũng khá cũ rồi. Rồi, B6 này em giao lưu bà con là 2.800.000, em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, rồi tiếp theo là B7. B7 cũng là bức tranh chữ lộc nha. Đó, cái chữ này làm rất là đẹp luôn. Chữ này tích ở trong đây là tứ linh nha bà con, gồm long lân quy phụng nha. Đó, tứ linh ha. Đó, bà con mình xem mà những cái mặt hàng tranh này, mấy bộ này khá là chuẩn độ nha, nó khá nặng và đẹp ha, ốc làm rất đẹp luôn. Đó, ngang 50 và cao cũng 60 luôn. Đó, giá đồng giá là 2.800.000 nha bà con, em bao ship toàn quốc nha. Đây, mặt sau đây, đây những cái mặt gỗ này là xưa người ta chưa có xử lý gì ha, không có sơn luôn nha bà con. Đó, giá là 2.800.000, mã số 7B. Tiếp theo mã số 8B. Đó, em có một cái bàn tính này xưa nha. Đó, khá cũ rồi. Đó, đây gì là 42 nha bà con, chiều dài, chiều ngang như là 14. Đó, cái này là bằng đá ha, nó vẫn còn nguyên vẹn hết. Đây là những cái đồng tiền ha. Đó, bà con mình xem khá nặng nha, hàng cũng khá cũ rồi. Cái này thì em giao lưu bà con có giá là 1.200.000, em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, đây, này là mã B8 nha bà con, 1.200.000 em bao ship toàn quốc. B9, đây B9 em có một cái bình gót nha, cái bình này thì khá lớn, à, quay á, là đắp nổi một con rồng nha. Đó, những cái hàng này hàng gốm chu đậu cũ nha, những cái vết găng này ha,
có sao thì em chỉ dạy cho bà con. Cái vết găng này đó là nó mà từ trong lò nó ra luôn ha. Đó. Hàng lắp nổi của chú Đậu đa phần á, những cái vết găng nước này nó sẽ có có nha bà con. Đó, những cái sản phẩm ra đều có hết, ít gì nhiều thôi nha. Rồi em đo cái hoành bụng vị trí này. Cái bụng vị trí này là khoảng 85. Chiều cao là 44, 45. À, cái nắp này á là một hình con lân nha, trên nắp nha. Đây bà con nhìn thấy đồ rất là già đồ. Đó, màu giao lưu ha. Lắp nổi nhìn hình những con chim phượng nha bà con. Đó. Cái bên này thì em giao lưu với bà con giá là 1,5 triệu, em bao ship toàn quốc B9 nha bà con. Đó, một cái bình gót ha. 1,5 triệu. Tiếp theo, em có một cặp bình chu động hàng hoa văn giả tay, đồ cũng khá già rồi nha bà con. Đây. Đó, tích bình rồng ha. Đó. Đó, nó đang đối nhau khá là đều ha. Cao như gì đó là 58. Đây, bụng là 74, hàng này là hàng đắp vuốt tay nha bà con. Đó, nên cái sự đều đặn từ ở trên thân bình xuống dưới nó không có được mà được 100% nha. Đó. 36 là cổ. Miệng bình là 19 nha bà con. Đó, 19 nha. Cặp bình này thì em giao lưu với bà con có giá là 3,2 triệu, em bao ship toàn quốc nha. Đây, gốm chu đậu nha bà con. Đây, chôn đáy đây khá già. Đó. Men thì nó cũng đã gạn rồi, theo thời gian nó cũng đã gạn lên hết rồi. Đó, chỗ này ha. Đây. Hàng là hàng đắp vuốt tay, đó, nên không có mà nó được mướt mượt như là những cái hàng là bây giờ nha. Đó, 3,2 triệu, em bao ship toàn quốc nha. Đây, mã B11. Đó, cái này là một cái bình hút lọc nha. Đó. Đây, cái này khá là lớn nha bà con. Cao như gì? Đó là 63. Đó, nó ôm theo eo bà con, là 63. Đó, cái cổ bình vị trí này là 22. Miệng bình đó là 13. Đó, cái bình này thì tích là Hồ Hoàng Gươm nha bà con. Đó, vua Lê trả kiếm ha, cho ông rùa ha. Đó, hàng hoa văn lấp nổi ha, nhìn rất là đẹp luôn. Đó, trên một cái thuyền ha. Thuyền rồng đây. Rồi cái bình hút lọc này thì em giao lưu bà con giá là 3 triệu, em bao ship toàn quốc nha. Men theo thời gian nó đã gạn hết rồi. Bà con chú ý giùm em nhớ là cái phần mà đắp nổi đa phần nó cũng sẽ có gạn ra nha. Đó, nó theo lò từ xưa tới giờ nha. Đó, mã số B11. Nó giống nhau á. Cái thôi. Tiếp theo mã số B12 nha bà con. B12 em có một cái đĩa nha. Đó, một cái đĩa lớn. Em có một cặp đĩa, một cái lớn và một cái nhỏ. Cái tích nó khá giống nhau. Đây. Tích này là nguyên ương viên mãn nha bà con. Đó, hàng này hàng khá lớn, đó, khá chuẩn đồ và đẹp nha. Ốc thì nó sáng và đẹp luôn, rất là nặng nha, cái đĩa này nặng. Là nguyên một cái gỗ nha, cái gỗ nó liền cắt ra ha. 40 nha bà con, từ dưới mặt lên đây là khoảng 46. Tích nguyên ương viên mãn nha bà con. Đó, cái đĩa này thì em giao lưu bà con giá chỉ 3 triệu thôi. Đây, mặt sau ha. Đó, ốc thì ốc đỏ lửa ha, ốc Singapore đỏ lửa, hàng này hàng cũng khoảng 20 năm đổ về đây thôi. Đó, đây có một cái lỗi tí xíu này nha bà con, mình xem giùm em ha, có sao thì em báo gì nha. Đó, này theo thời gian người ta xài thì nó cũng có bị chảy xước ít nha. Rồi cái này thì em giao lưu bà con giá là 3 triệu, em bao ship toàn quốc. Đó, một cái đĩa ha, nguyên ương viên mãn đó. Đây, ốc sáng rất là sáng luôn. Đây cũng là một cái đĩa nguyên ương viên mãn luôn. Cái này nó nhỏ hơn một chút. 34 nha bà con. 34 nha, gần 35 nha. Đó. Cái này thì ốc là đỏ lửa luôn nha. Vàng chanh đỏ lửa. Đó, cái màu đây, phía sau đây. Gỗ chất liệu là gỗ gõ đỏ luôn. Đó, cái này em cũng mới vừa cho một lớp bóng mờ lại xương xương nha. Để cho nó nổi những cái mà màu ốc lên cho nó đẹp nha. Đó, một bộ này, cái đĩa này thì giá rẻ 1,9 triệu nha, em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, em đo từ ở dưới cái đế mà lên tới trên luôn, chân lên tới trên là khoảng 41. Rồi 1,900,000, em bao ship toàn quốc, có một cái chân này theo nha. Vậy chọn bộ gì? Mã số B13. À, B14 nè,
em bên đây có một cái còn một cây cây cái bàn trang điểm nha. Đó, cái bàn trang điểm đây. Cái bàn trang điểm này bữa hôm lên một lần nhưng chưa xong giá, em tiếp tục lên lại nha bà con. Đó. Cái chiều dài của cái bàn trang điểm này 104. Chiều cao. Đây, chiều cao tới đây thì 70. Đó, còn cao cái vị trí từ cái mặt bàn lên tấm gương này là khoảng đỉnh tấm gương là 80. Đó. Tổng thể làm rất là đẹp nha bà con. Đó, rất là có duyên ha. Rồi tổng cái chiều cao này là 150. Đó, mà cũng mình nhìn xem ha, đục chạm rất là đẹp luôn. Đó, hàng hoa văn đục chạm khá đẹp, ốc tệ mà ốc khảm như cũng rất đẹp luôn. Đó, rất là tơ tóc nha. Đó, cái này thì nó có mấy hộp tủ nha, 4 hộp tủ nha bà con. Đây, 4 hộp tủ mình để này để kia được nha. Đó, khảm mặt trên rất là đẹp. À, cái chiều sâu, đây chiều sâu qua là 40 nha. Đó, chân nó chỗ lớn nhất trên đây, em đo em báo nha bà con. Là 7. Đó, chân này chân tròn ha, cái chân này cái dân gỗ khá đẹp luôn những cái chân này nha. Chất liệu là gỗ gõ đỏ nha bà con. Bên em đa phần bán là những cái mặt hàng gỗ gõ đỏ nhiều ha. Đó, còn cái này, cái ghế, này cái ghế này khảm bích hết luôn ha. 30. 30 vuông mặt nha. Cao. Cao là 40. Đó, cái ghế là 30 40 nha bà con. Đó, mặt vuông 30, chiều cao 40. Đó, một bộ bàn và cái ghế nha, cái bàn và cái ghế trang điểm này thì em giao lưu với bà con có giá là 14 triệu, em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, mã số 14 HB nha. Đó, mã số 14B này cũng là mã cuối clip nha bà con. Đó, bà con mình xem mình thấy ưng ý sản phẩm nào thì liên hệ qua số điện thoại của em là 0939442212 nha. Rồi sản phẩm này cũng cuối clip, Thanh Bình cũng xin chào và chân thành cảm ơn bà con đã ủng hộ trong những cái clip vừa qua. Em cũng rất mong được sự ủng hộ những clip kế tiếp, em chân thành cảm ơn ạ.